Sau đó, người vợ xem tôi như kẻ thù đã nuốt cho cốt của tôi, cố gắng dung hòa tôi vào cơ thể anh ta bằng cách đó. Ánh trăng sáng từng được anh ta nâng niu như báu vật, cũng bị anh ta hành hạ đến thân tàn ma ra. Anh ta quỳ trước mộ tôi và tất cả những điều chỉ này để cầu xin tôi tha thứ. Trương Bích Phàm, anh đưa em đi xem biển. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình, chỗ đó đã trở nên trong suốt. Tôi cười buồn, gật đầu. Xe chạy rất nhanh, hình ảnh phản chiếu bên ngoài cửa sổ xe chỉ lướt qua vội vã. Kiều Dĩ nghiến chặt răng, khóe miệng run rẩy. Anh ấy quá căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Giây tiếp theo, Kiều Dĩ giảm tốc độ xe. Anh ấy cười nói, sắp đến rồi. Trương Bích Phàm, em có sợ không? Trong mắt anh ấy chất chứa cảm xúc mà tôi không hiểu được. Tôi lắc đầu. Kiều Dĩ mím môi, an ủi, không sợ là tốt rồi. Trương Bích Phàm, kiếp sau đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Tôi sững người, mở miệng, nói thầm, được. Xe dừng lại bên bờ biển, Kiều Dĩ chần chừ không chịu xuống xe. Anh ấy nắm chặt vô lăng, tay run rẩy. Chúng tôi đều biết, xuống xe là chia tay thật sự. Kiều Dĩ mỉm cười, xuống xe thôi. Anh ấy tháo chiếc vòng cổ trên cổ, dây chuyền treo một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa cho cốt của tôi. Tôi và Kiều Dĩ đi sau nhau trên bãi biển, khóe miệng anh ấy luôn nở nụ cười gượng. Tôi nhìn phần cơ thể trong suốt của mình ngày càng nhiều. Dừng lại bên cạnh một tảng đá ngầm. Lấy chỗ này sao? Tôi gật đầu. Được, chính là chỗ này. Kiều Dĩ mở lọ thủy tinh, đổ số cho cốt ít ỏi vào lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên giải xuống biển. Anh ấy hét lên, đi đi. Trương Bích Phàm, em tự do rồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa cho cốt của tôi xuống đáy biển sâu. Tôi và Kiều Dĩ nhìn nhau cười. Cuối cùng tôi đã tự do. Kiều Dĩ, một tiếng gầm giận vang lên. Liễu Như Yên đỏ hoe mắt, lọn trọn chạy về phía tôi. Kiều Dĩ, trả cho cốt của Trương Bích Phàm lại cho tôi. Tôi cầu xin anh trả anh ấy lại cho tôi. Quầng thâm dưới mắt Liễu Như Yên trông như đá thức trắng. Mấy đêm liền, đôi mắt đầy tơ máu, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa xuất viện. Cô ấy nghẹn ngào, Kiều có Dĩ, phải anh đã giải cho cốt của Trương Bích Phàm xuống biển rồi không? Có phải anh đã vứt bỏ anh ấy rồi không? Kiều Dĩ cười lạnh, quát lên, người vứt bỏ anh là cô, chính là cô. Liễu Như Yên, chẳng phải cô muốn kết hôn với Ngô Kiệt Siêu sao? Chẳng phải cô hận Trương Bích Phàm sao? Bây giờ còn giả vờ tình sâu nghĩa nặng làm gì? Liễu Như Yên như bị đả kích mạnh, lắc đầu nói, tôi không muốn kết hôn với Ngô Kiệt Siêu, tôi chỉ muốn chọc tức Trương Bích Phàm. Chọc tức anh ấy thôi. Liễu tiểu thư, cách chọc tức người của cô thật là độc đáo, thậm chí còn không tiếc hy sinh bản thân dùng đám cưới để chọc tức người mình yêu. Liễu Như Yên, cô thật là nhẫn tâm. Liễu Như Yên không thể phản bác, cho dù đám cưới đó cuối cùng chỉ là một màn trả thù Ngô Kiệt Siêu, nhưng ban đầu cô ấy thật sự đã có ý định đó. Liễu Như Yên nằm vật vã trên bãi biển, miệng lẩm bẩm tên tôi, nhìn cơ thể ngày càng trong suốt của mình. Trong lòng tôi cảm thấy Kiều Dĩ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự chia ly và giải thoát. Tôi cười, Kiều Dĩ cũng cười. Liễu Như Yên nhìn theo ánh mắt của anh ấy nhìn về phía nhưng cô ấy chẳng nhìn thấy gì cả. Cô ấy chất vấn một cách sốt sắng, có phải anh nhìn thấy Trương Bích Phàm rồi không? Anh ấy ở đâu hả Kiều Dĩ? Nói cho tôi biết đi. Trương Bích Phàm ở đâu? Cô ấy tìm kiếm khắp nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Kiều Dĩ cười chua chát, phải, tôi nhìn thấy anh ấy rồi. Từ ngày cô chạy đến nhà tôi tìm anh ấy, tôi đã có thể nhìn thấy anh ấy. Anh ấy luôn ở bên cạnh cô. Cô không phát hiện ra sao? Liễu Như Yên sững sờ, trợn mắt nhìn Kiều Dĩ. Kiều Dĩ lại nói một cách tàn nhẫn, đám cưới của cô và Ngô anh ấy cũng đến, lúc cô giải cho cốt của anh ấy cũng nhìn thấy. Liễu Như Yên, tất cả những gì cô làm Trương Bích Phàm đều nhìn thấy hết. Liễu Như Yên như bị đả kích nặng nề, tuyệt vọng. Anh ấy ở đâu? Kiều Dĩ cười ngây dại, giơ tay lên chỉ vào tôi, ngay ở đó. Nhưng mà anh ấy sắp biến mất rồi. Liễu Như Yên, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. À đúng rồi, Trương Bích Phàm có để lại một câu nói cho cô. Anh ấy nói anh ấy hận cô, hối hận vì đã quen biết cô. Kiều Dĩ liếc nhìn tôi với vẻ áy náy, những lời này tôi chưa từng nói, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi biết anh ấy chỉ muốn thay tôi chút giận. Tôi mỉm cười nhìn Kiều Dĩ một cách sâu xa, ánh mắt đó là lời chúc phúc dành cho người bạn cũ. Kiều Dĩ, mong rằng nửa đời còn lại của cậu sẽ được bình an. Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại khi tôi biến mất. Tôi nhìn thấy Liễu Như Yên vừa gào tên tôi, vừa lao xuống biển sâu. Kiều Dĩ chỉ ngồi trên bãi biển, không ngăn cản, cũng không cứu vớt. Tất cả ân oán giữa tôi và Liễu Như Yên theo cô ấy chìm xuống đáy biển mà tan biến.